mong nay trời nhiều free ni bị bang mệt vãi nhưng nó buồn sang khắp những tội yang thực mấy càng lách chun cơ bị cái nạn buồn sang cái xem lăng cả bộ ra này bình con này yon này rim plan rim thun nhiều càng đang lách đoạn hị cả tại nhiều tham arang tươm cái nhiều bình nước sọt sạt bình nước bự mía giữa lần này này đã bộ luôn ta bởi lần là nó lại rằng tôi ép lại hiểm luôn mà sama lần chả có nạn phùng rô yon clean nó lại nhiều bộ càng ép u nhiều càng rằng lách được cái nhiều được chứ tương bọ như ngã so như bộ ơ lê tương bọ càng tôi ngã hèm càng rằng phê nhập ni cái hèm do nó lại này lòng mày càng rõ về tôi dòng từ cái mày để chung này ni cái phía bằng một vài buồn sang mày phải lặng biệt cái trách có lại video hàng lại phải hẹp mong đại ai chào tự do rồi về anh tiếp tục bị Mỹ liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt vì điều được nói là các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, dù chính quyền Việt Nam trong 2 năm qua đã cố gắng vận động để thoát khỏi danh sách này. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4 tháng 1 có thể khiến Việt Nam tiến gần hơn đến một danh sách đen khác nghiêm trọng hơn là quốc gia quan tâm đặc biệt. Việt Nam từng nằm trên danh sách này của Mỹ cho đến năm 2007. Việc tiếp tục nằm trong danh sách. Giờ đã nói cái này bố lại là giờ về đây rằng tư bằng danh sách vi phạm nhân quyền về tôn giáo trong nước Việt Nam nó lại danh sách đen như vậy. Trước mà bằng 2007 ấy, nó như 2007 năm 2017 câu hỏi này hiếm bạ tôi bổ gốc nào Việt Nam nhớ hụi mà bây giờ kết lại tôi bổ em lăng thông tin báo chí à sau năm chỉ trang bộ đại dòng đây cái này mấy bộ lầm tăng mạng mà đồ này rằng đúng đi à, tôi xì tuyệt bộ tổ chức theo dõi nhân quyền như việc kêu gọi Liên minh châu Âu như lệ này không cho Việt Nam hướng lợi hướng các lợi như việc từ hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam nên do sự vi phạm nhân quyền như vậy trân trọng của Hà Nội trong nhiều năm gần đây nên cái bộ này như một biện pháp luôn á à rằng như vậy này một khối EU là nhiều nhiều sẽ xin do chân ô Mỹ ô này một khối EU nhiều tung nước làm được cái bộ nhiều thắt chặt về như vậy Việt Nam vi phạm nhân quyền làm tham nhân như vậy nhiều đề cập làm nền nhiều thương mại một công ty mà tại doanh nghiệp nhiều thắt chặt một là đòi nợ hai là đóng cửa như một hợp tác lỗ. Sắp tới dân bè là chắc chắn Việt Nam gặp khó khăn rất là nhiều. Vì sẽ xin những bộ nhóm tin là như chỉ là 2099 như kỹ về nhân quyền. Nhưng mà trong 2 năm 2099 là trình niềm tuần khoa như gì chỉ là nhiều lưu lưu gì là ạ Việt Nam ạ tự chọn là nào sao nắm. Nên là bộ này Việt Nam như bài trò lừa bịp trò hề nhìn ra bộ là một mô tự ư lo. Để lăng tất nập này xích này ạ rằng ra chạm. Do nó dòng thế bố lại tụi dòng thế cả mày lại chun lên mày phải hấp này dòng tiền nội của sách mấy có chân ấy ta mày rõ vi mà tụi dòng thế cả mày đủ lại chun cơ bệ nạ buồn sang ta lệ như về mà đủ chứ đang tự dựa ngã sạc cái dòng đang bỏ cái dòng tập năng như đang lệ là bình dòng là đi PR phí băng thảo đáng như phát triển nè nạ buồn sang học ác lệ đang thảo kẹt rì buồn sang rồi ngay cái lệ đạo ờ đà mày hấp là thamô rút ô bình ích lệ một cái hấp trà cứ xăm rạ này cất mày mau bằng chứng hấp bằng đại ái chủ tự do lên trong lệ phát hình nội của sách mình có chứng lên lệ bằng thế giới đọc bua thế nhiều giờ nó mới biết ít xem lăng lại dựa lên đây được theo dõi đặc biệt đánh dấu sự thất bại của Hà Nội trong việc vận động ngoại giao tại Washington. Hồi tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, người phụ trách ban tôn giáo chính phủ đã dẫn đầu phái đoàn sang Mỹ làm việc, trong đó có gặp gỡ quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm vận động để đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Chuyến đi diễn ra sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9. Khi đó, hai bên ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, phù hợp với hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế. Do đó đã bỏ lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhật trôn bài Hà Nội tháng 9 vừa qua. Câu trả lời này lại rõ về càng Việt Nam tụ ơ hàng lời một lời phiên lợi cũ lời phiên cả năm núi, lệ tông nào hàng lời kê cả, còn bị biệt lời xịm lẻ lời phí bỏng. Sam tạo mong lần tổ pan lâu đi tu ra này hâm bạc Việt Nam như đi PR mà hả? Bởi đã nhiều là cái cách mà lấy cuộc sống. Nhiều hàng nào buồn sang là vật cả đá mình cảm cần. Nó là tôi đáng công sản Việt Nam nhiều bự nhiều lệ rồi dần về các ngày tụt xuống về vấn đề chiến lược, chính trị, về tôn giáo trong nước Việt Nam. Dù đó tôi bố ra này là hâm bạc tôi nhiều quan trọng hạ răng lệ tổng nhiều yêu cầu răng răng chàng trôn hị thì nhiều rằng đặc biệt quan tâm hâm bạc. À, tôi xin được bổ nhiệm vào ngày 4 tháng 1 năm 2020.
tư nữa à nhỉ? Nhưng mà trong tin nhắn gửi như về đài A Châu Tự Do RFA trong ngày 4 tháng 1, ông Robertson bình luận về thông cáo của EU về Đảng Cộng sản Việt Nam về nhiều sự vi phạm nhân quyền trầm trọng, có thể nhiều như cắt giảm về nộp hàng hóa mà đàn xuất nhập khẩu từ nước ngoài, có thể cắt giảm, có thể là để bộ sẽ xì cái này nè, như chỉ nên EU đang đã qua lịch sử như về xét đến mức độ nghiêm trọng của Việt Nam vi phạm nhân quyền của Việt Nam và việc vi phạm trắng trợn như lời hứa cho phép xã hội dân sự giám sát và tham gia thực hiện chương thương mại và phát triển bền vững. Như tham Việt Nam như bộ nhiều vi phạm luôn đang xem xét đang thắt chặt nhé, sân tập này để bộ lại Việt Nam này nên bộ mờ này bộ nhiều tổ không ai liên khan cứ vừa ta đang thắt chặt nhớ mà ta đang có thể đang tuân lọ đang một giám sát con sàng xíu nên con sàng thì nên lại đang hủy hết ô mình mé lên chuẩn bị à giam nâng con lục nàng ngạ bây giờ thì hơn đại đóng hủy ô làm đùm lại thì như lẽ lẽ e hủy epo e bộ sân sân lẽ epo cái gì đôi sân sân lẽ epo như sân tập sân dòng tề mày tạm 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 đấy thân. Bên elu là bên phía bang vậy nhưng buồn sang em mượn lấy tôi dùng từ mày tôi cái này mượn lấy nên ta một lấy đạo cho thâu ấy. Cơ tại này lấy rác ruộng lấy thịt nhu lấy đồ xin lụi lấy vừa lụi lấy thịt như một lấy nó nên mông này đặt xem lăng cặp lấy thịt cá cá được gọi ngã ta hẳn buồn sang nó lại này bố lấy càng bề ta lấy ngày đây này bố mồm mi mồm răng ấy ta ngã mà ta ác cả tập bùm bờ đã bùm ác cả tập bùm tự do từ đâu mà có. Tự do không phải tự nhiên mà có, làm mới có tự do. Nơi nào muốn có tự do, nơi đó phải có đấu tranh đấy ạ. Nó nên luôn luôn nơi nào buồn sàng ta hụi vậy. Buộc kèng đấu tranh nhé, kèng cả một lần ngay. Rồi nó thấy giới này là cái nhầm về vấn đề cái nhân quyền này là nhân quyền. Ý xong chỗ nào thì phải có đấu tranh. Dân, bản địa của mình. Buộc không bây giờ ta đấu tranh với lần chàng này, lần chàng tiểu. Xong đấu tranh với đạo đám để có sinh tồn. Do ta tiếp ta hợp ta tiếp hàng phúng rồi nó lại như bộ bề ta màu ngư khổ xàm tạo như càng ta gì lấy tương như càng lúc thị dòng giới họ hàng ta bán địa ta do nó nó lại tung lùm tôi dòng tôi có mấy càng lại chun bí bằng phọ tế ý mức địa cái đạch gặp lại đang bỏ thế nhu tổng thống Mỹ Joe Biden màu trôn bãi đi làm cha cho nó văn nào đi. Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận về tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ. Khi bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vào tháng 12 năm 2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng danh sách này thiếu khách quan, nói thêm rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cơ quan do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập có nhiệm vụ tham vấn độc lập cho cả nhánh hành pháp lẫn lập pháp, hôm 4 tháng 1, bày tỏ thất vọng vì Việt Nam vẫn chưa bị đưa vào danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt. Ủy ban cho rằng các hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam là có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng. Do nó nói cái bộ cái này là bị hẹp này nhâm bạ lại bình con độc mai dọn này như rung mà bờ đá nhâm bạ của nhiều. Nhiều rung nhá. Như pia nên lại bội cơ. Như lại nên sẽ xì lại mì lại như thế này như một ửa. Bây giờ là thực tế như vậy á. Nè nhưng mà đâu này em sẽ xì ngày 4 tháng 1 năm 2020. Tư này như về giám đốc tự do nhân quyền Robertson như lại này tên này này có rạc lấy dân dòng tại pháp nhai. Ông cho rằng việc chính phủ Việt Nam không đưa ra thời gian như về điều phê chuẩn các công ước của tổ chức lao động quốc tế là nên như đã hứa cho thấy mức độ như về nên dối trá mà họ đang làm. Sân như chế nên ông kêu gọi khối 27 nước, tức là khối EU 27 nước quốc gia như vậy, nên có các hành động cụ thể đối với sự vi phạm
nhân quyền của Việt Nam của mình. Kêu gọi tức là khối EU, tức là 27 nước kêu gọi EU châu Âu như bây giờ nghiêm khắc cái nữa Việt Nam vi phạm nhân quyền này. Để một tuyên ngạo nhưng đang tuyên ngạo. Chỉ chẳng ai gì một bộ mồm bộ lừa đảo. Nói vi phạm in buồn sang EU lại một lại chẳng mang prong cái nạn buồn sang dần lại nhiều chất lức bây nạp cái nạn buồn sang ta tụng cái trăng tụng mạ prong nhiều rồi này. Trong hàng nhiều mạ lật là lại chỉ chẳng ta lại lúm ta lại sọt sắt có gì miệt vai dòng tây bộ lừa đảo ta. Nên mong này trên nước free này vi phạm in buồn sang exam lăng về được dòng tây cơ mây. Từ đáp đi ít lăng cơ mây loạn về cả bắt ôm nôm ô record ít bình luận lên được lại chun phim này lúm này còn cả thà về buộc xem lăng lại trên nước free cấp thêm một. Sơn mà có đăng lên mà đoạn này, tại vì rằng để mút vào làm Facebook của bộ nhá. Dạ, đi cứ đăng lên là buồn sáng.